Chúng ta cùng tìm hiểu về thuế chĩa tăng đối với các sản phẩm từ dừa tươi. Thì ở đây chúng ta sẽ văn bản pháp lý thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở thông tư 29 và thông tư 26. Và các sản phẩm về dừa tươi thì chúng ta sẽ có hai dạng cơ bản chúng ta cần chú ý, đó là sản phẩm từ trồng trọt, tức là trồng cây dừa, sau đó là bán thu hoạch và bán sản phẩm. Và thứ hai là chúng ta sẽ ở khâu kinh doanh thương mại, tức là khâu lưu thông hàng hóa từ cái nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng và chúng ta không trực tiếp sản xuất ra. Thì văn bản pháp lý chúng ta sẽ tìm hiểu ở thông tư 219 thì khoản 1 điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế chĩa tăng, điều 5 quy định về đối tượng không phải kê khai tính thuế chĩa tăng, điều 10 quy định về các đối tượng chịu thuế suất 5% và điều 11 quy định đối với đối tượng chịu thuế suất là 10% và điều 9 quy định về đối tượng trong trường hợp là xuất khẩu ra nước ngoài. Và điều chỉnh bổ sung thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở thông tư số 26. Và đối với doanh nghiệp hợp tác xã áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế chĩa tăng mà bán các sản phẩm như là cơm, dừa, nạo sấy, tức là dừa được tách vỏ, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, sấy khô thành các sản phẩm cơm dừa sấy khô, hoặc là vỏ dừa, gáo dừa, sơ dừa, chỉ sơ dừa, mụn dừa, da dừa, các sản phẩm về dừa khác chỉ ở khâu sơ chế thông thường thì chúng ta sẽ tuân theo điều 5 thông tư 29, đó là đối tượng không phải kê khai tính thuế. Và các sản phẩm sơ chế thông thường thì chúng ta được hiểu là được làm sạch, phơi khô, sấy khô, bóc vỏ, xay xay bỏ vỏ, xay bỏ vỏ, sát bỏ vỏ và tách hạt, tách cọng, vân vân, và có thể là ở cái khâu là bảo quản lạnh như ướp lạnh, đông lạnh, ví dụ như dừa lạnh. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phương pháp bảo quản khác hoặc là các cái hình thức bảo quản thông thường, tức là chỉ khâu sơ chế thông thường, nó chưa bị biến đổi tính chất của sản phẩm. Các sản phẩm về dừa chúng ta tiêu biểu đến như là cơm dừa nạo sấy hoặc là nước dừa đóng lon, đóng hộp, kẹo dừa, thạch dừa, than hoạt tính, chỉ sơ dừa, dầu dừa, mặt nạ dừa, thạch dừa và bột sữa dừa. Hoặc chúng ta có thể làm ra các sản phẩm như snack dừa và kẹo dừa mà chúng ta hay ăn. Hoặc chúng ta có thể là người ta tận dụng các sơ dừa để người ta làm như là chanh sơ dừa hoặc là có thể là làm giấy dừa. Và các văn bản chi tiết thì chúng ta có thể tìm hiểu ở thông văn bản công văn số 6154 và công văn 12371 hướng dẫn chi tiết về các sản phẩm từ dừa. Và chúng ta sẽ phân tích lần lượt chi tiết cho hai cái trường hợp xảy ra, đó là trường hợp doanh nghiệp là tự trồng, thu hoạch và bán ra, trường hợp thứ hai là doanh nghiệp ở khâu kinh doanh thương mại, sản phẩm lưu thông từ tay người sản xuất đến tay người tiêu dùng. Thì ở đây trường hợp một chúng ta sẽ thấy là đối với doanh nghiệp mà tự trồng ra cây dừa, ví dụ như dừa bên kia, doanh nghiệp là tự trồng ra rồi sau đó là thu hoạch các cái sản phẩm từ dừa như trái dừa và hoặc là thân dừa, khi mà nó mục nát nó hư thì chúng ta cũng có thể đốn xuống làm gỗ hoặc là làm chất đốt củi, hoặc là các cái sơ dừa chúng ta có thể làm chanh hoặc khác. Và các sản phẩm từ dừa thì ở đây doanh nghiệp tự trồng nên chúng ta bán ra thì không phân biệt là bán cho đối tượng nào thì chúng ta đều thuộc đối tượng là không chịu thuế. Tức là ở đây thì nếu mà sản phẩm từ dừa, ví dụ trái dừa, chúng ta thu hoạch trái dừa sau đó chúng ta bán thì bán cho cá nhân khách lẻ hoặc là bán cho đối tượng là doanh nghiệp thì nó đều cũng không chịu thuế, vì rõ ràng ở đây là doanh nghiệp tự trồng nên là doanh nghiệp không chịu thuế, thì nó căn cứ theo cái điều 4 thông tư số 219 về đối tượng là hàng hóa dịch vụ là không chịu thuế. Thì đối với trường hợp trên thì khi chúng ta là hóa đơn xuất ra thì chúng ta đánh dấu x, gạch chéo phần thuế xuất, gạch bỏ phần thuế xuất cũng như là phần thuế chĩa tăng. Và doanh thu thì chúng ta kê khai chỉ tiêu 26 trên tờ khai thuế chĩa tăng, tức là chúng ta kê khai chỉ tiêu 26 trên tờ khai thuế chĩa tăng bán ra. Và đối với trường hợp này thì tất cả VT đầu vào để hình thành ra những các sản phẩm như trồng cây dừa để ra đến lúc thu hoạch thì đều không được khấu trừ thuế chĩa tăng đầu vào. Và trường hợp doanh nghiệp cũng tự trồng và sau đó là doanh nghiệp sẽ thu hoạch các sản phẩm, nhưng mà thay vì là ví dụ như là 50% thì chúng ta sẽ bán các sản phẩm là ở sơ chế thông thường, còn 50% còn lại thì chúng ta sẽ dùng để chế biến các sản phẩm. Thì ở đây chế biến sản phẩm thì chúng ta là các sản phẩm đã qua tẩm ướp gia vị chế biến thì nó tuân theo điều 11 thông tư 29 thì nó đều chịu ở thuế suất là 10%. Ví dụ như là kẹo dừa, mứt dừa, snack dừa, giấy dừa và các sản phẩm khác như từ chanh dừa thì chúng ta đều chịu thuế suất là 10%. Và đối với trường hợp này thì chúng ta không phân biệt là bán cho đối tượng nào, bán cho người dân hay bán cho doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều thuộc cái đối tượng là chịu thuế suất là 10%. Với trường hợp này thì chúng ta không phân biệt đối tượng
vì sản phẩm nó qua chế biến rồi, nên bán tiểu thương, bán chợ, bán doanh nghiệp, tổ chức khác, hợp tác xã thì đều là 10% hết luôn. Và doanh thu chúng ta kê khai chi tiêu 32A, 32 trên tờ khai chi tăng, chúng ta kê khai chi tiêu 32 và VT chi tiêu 33 với thuế suất là 10%. Và trường hợp nếu chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài thì chúng ta căn cứ theo điều 9 thông tư 29 thì chúng ta thuộc đối tượng là 0%. Và các sản phẩm đã qua chế biến và chúng ta bán ra cho xuất khẩu hoặc là chúng ta bán thị trường nội địa thì chúng ta cũng đều được khấu trừ thuế chi tăng đầu vào tương ứng. Ví dụ các cái chi phí như là vận chuyển, các cái chi phí liên quan đến quá trình là xuất khẩu ra nước ngoài, ví dụ chi phí hải quan và các chi phí khác thì chúng ta đều được khấu trừ bình thường, vì ở đây sản phẩm chúng ta đầu ra là 10% thì được hưởng thuế suất là 0%, thì chúng ta được khấu trừ đầu vào toàn bộ. Và trường hợp doanh nghiệp vừa bán sản phẩm chịu thuế mà không chịu thuế thì chúng ta sẽ phải phân bổ thuế chi tăng hàng chung, ví dụ như chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan đến bộ phận văn phòng bán hàng các thì chúng ta đều phải phân bổ. Và chúng ta tìm hiểu đến ở trường hợp thứ hai, đó là doanh nghiệp là kinh doanh. Trường hợp mà nếu doanh nghiệp ở đây là suất là 10% thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp ví dụ như chúng ta bán sản phẩm là kẹo dừa thì bán cho người dân hay là bán doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều là 10% thuế chi tăng, chúng ta không có đổi. Và trường hợp thứ hai chúng ta cần tìm hiểu đó là doanh nghiệp kinh doanh khâu thương mại, tức là chỉ mua đi bán lại kiếm lời và hoàn toàn chúng ta không tự tạo ra những cây dừa, chúng ta chỉ là cái người trung gian chuyển là từ sản phẩm từ tay người sản xuất đến tay người tiêu dùng, tức là khâu trung gian trong khâu tiêu thụ. Và đối với doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp khấu trừ hoạt động các mua bán các sản phẩm về từ quả dừa như nạo dừa, dừa nạo sấy hoặc là dừa đã tách vỏ hoặc là gọt xay nhuyễn sấy khô thành các sản phẩm cơm dừa sấy khô và vỏ dừa, gáo dừa, sơ dừa, chỉ dừa, mụn dừa, da dừa, nước dừa và các cái sản phẩm khác thì nó đều thuộc cái mặt hàng của nông lâm thủy hải sản. Thì ở đây thì nếu chúng ta mua của người dân thì chúng ta sẽ có bảng kê 01 thu nhập doanh nghiệp và kèm thêm cái biên bản giao hàng, hợp đồng nguyên tắc hoặc là khác, chúng ta chứng từ thanh toán và quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải có xác nhận của địa phương. Xác nhận của địa phương để làm gì? Xác nhận đối là đây là đối tượng mà tự trồng tự làm ra chứ không phải đối tượng là ở cái khâu là thương lái mua đi bán lại để kiếm lời mà thôi, tức là tự trồng tự đánh bắt và tự sản xuất tự bán ra. Và ở khâu thương mại thì doanh nghiệp kinh doanh về sản phẩm các loại sản phẩm từ dừa thì chỉ ở khâu sơ chế thông thường. Sơ chế thông thường thì chúng ta đã tìm hiểu ở trên, tức là chỉ sơ chế về cạo bóc vỏ xay ướp lạnh, khác thì chúng ta sẽ thuộc đối tượng là bán cho doanh nghiệp hoặc hợp xã thì chúng ta thuộc đối tượng là không phải kê khai tính thuế chi tăng. Và doanh thu chúng ta kê khai chi tiêu 32A trên tờ khai chi tăng và VAT thì chúng ta sẽ gạch chéo phần thuế suất và tiền thuế. Và đối trường hợp này thì chúng ta sẽ được khấu trừ toàn bộ. Đối trường hợp trên thì chúng ta sẽ như thế nào? Đó là nó giống trường hợp này là khi mà chúng ta là bán cho cái doanh nghiệp khác thì nó thuộc đối tượng là không phải kê khai tính thuế thì chúng ta sẽ gạch chéo như thế này. Đó là các sản phẩm về dừa tươi. Và trường hợp mà các sản phẩm dừa này mà chúng ta sẽ bán lại cho người dân hoặc là tổ chức khác, ví dụ như các tiểu thương chợ, các thương lái hoặc là tiểu thương hoặc là bán cho người dân hoặc các cái siêu thị mà nó bán cho người dân thì nó đều thuế suất là 5%. Và tổ chức khác ở đây, các bạn phải hiểu tổ chức khác ở đây nó chính là cái đơn vị như là hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, các cái hội mà nó không có tính chất pháp nhân thì nó đều là các hội hiệp thì nó đều là chúng ta đều xuất ở cái mức thuế suất là 5%. Và khi mà chúng ta bán ở khâu thương mại, bán ở doanh nghiệp khác thì không phân biệt ở doanh nghiệp đó là mua về để trực tiếp dùng hay là mua về chế biến hoặc mua về làm gì, hoặc là bán những công ty mà sử dụng xuất ăn công nghiệp, hoặc là bán cho doanh nghiệp ta mua về người ta dùng trực tiếp luôn, thì ở đây nó rõ ràng luôn là không phân biệt người ta đang làm cái gì, chỉ cần biết là mua về bán cho doanh nghiệp khác thì đều là thuộc đối tượng không phải kê khai thuế, còn riêng bán cho cá nhân tổ chức cá nhân thì nó đều thuộc đối tượng là gì, là chịu thuế suất là 5%, đối tượng tiêu dùng trực tiếp là người dân hoặc cá nhân kinh doanh. Thì khi chúng ta xuất hóa đơn thì bán cho doanh nghiệp thì không phải kê khai tính thuế, chúng ta gạch chéo như này, và bán cho người dân thì chúng ta để thuế suất là 5% tương ứng. Và các sản phẩm từ quả dừa mà sau khi chúng ta đã chế biến sản xuất ra các sản phẩm như nấu, tẩm, ướp, gia vị và có sự thay đổi về tính chất ban đầu của sản phẩm thì chúng ta sẽ ví dụ như kẹo dừa, mứt dừa, snack dừa thì chúng ta áp dụng thuế suất là 10% theo điều 11 thông tư 29. Doanh thu của chúng ta
Ở đây chúng ta sẽ không phân biệt là bán cho đối tượng nào hết, bán cho người dân, tổ chức khác hay doanh nghiệp, bán cho bất kỳ ai cũng đều là 10% hết luôn, cứ mua là 10%. Doanh thu chỉ tiêu 32 và VAT chỉ tiêu 33. Và khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ thuộc là điều 9 thông tư 219 thuộc đối tượng chịu thuế là 0%. Do đó các sản phẩm mà cho chúng ta bán sản phẩm đã qua chế biến và chúng ta bán hàng trong nước hay là bán hàng xuất khẩu thì chúng ta đều được khấu trừ đầu vào hết toàn bộ tương ứng. Và trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo cái phương pháp là trực tiếp doanh thu thì chúng ta sẽ nộp thuế chĩa tăng, là số thuế chĩa tăng phải nộp thì bằng doanh thu tính thuế chúng ta nhân với tỷ lệ tính thuế thì chúng ta sẽ ra tiền thuế chúng ta phải nộp. Và ứng dụng chúng ta sẽ thấy như sau. Ví dụ các sản phẩm dừa tươi, ví dụ như thế này, chúng ta mới gọt ra đây là đều là dừa tươi hoặc là dừa tươi, thì hai trường hợp hai cái hình này thì chúng ta thấy rằng là nếu doanh nghiệp là tự trồng và sau đó là bán ra thì nó đều thuộc đối tượng là không chịu thuế, bạn thấy đây. Và trường hợp mà doanh nghiệp ví dụ như là mứt dừa, ở đây chúng ta sẽ có sản phẩm là mứt dừa. Chúng ta có các cái sản phẩm như là mứt dừa, kẹo dừa, snack dừa. Đây, chúng ta sẽ đưa vào trên đây. Các sản phẩm như kẹo dừa, snack dừa và tất cả sản phẩm khác mà chúng ta có thể chế biến được từ quả dừa. Thì riêng sản phẩm đã qua chế biến thì chúng ta bán cho người dân hay bán cho doanh nghiệp thì chúng ta đều phải chịu thuế suất là 10%. Thì có nghĩa là chúng ta tạo ra các sản phẩm như này, mứt dừa và hoặc là snack dừa hoặc là kẹo dừa thì chúng ta đều chịu thuế suất như vậy. Còn trường hợp mà doanh nghiệp là áp dụng ở khâu kinh doanh thương mại, tức là mua đi mà bán lại mà thôi, chỉ kiếm lời, thì bán cho cửa hàng người dân, tức là bán cho cái đối tượng tiêu dùng trực tiếp như người dân hoặc tổ chức khác hoặc là các tiểu thương ở chợ thì chúng ta đều chịu thuế suất là 5%. Và bán cho doanh nghiệp thì nó thuộc đối tượng là không phải kê khai tính thuế thì chúng ta kê khai chi tiêu là 32A trên này. Và bán cho người dân thì dĩ nhiên thì 5% thì chúng ta chi tiêu là 30-31. Và trường hợp sản phẩm là dừa qua chế biến thì chúng ta chịu thuế là 10%, chúng ta chi tiêu 32 và 33 tương ứng. Và sản phẩm xuất khẩu thì dĩ nhiên nó sẽ nằm chi tiêu 29. Và các doanh thu tương ứng bắt đầu từ cái mục số 2 này thì tất cả những cái doanh thu mà chúng ta khoanh vùng ở đây từ chỉ tiêu A cho đến tiêu D và từ chỉ tiêu 29 cho đến chỉ tiêu 32A thì chúng ta sẽ đều được khấu trừ VAT đầu vào toàn bộ và chúng ta cũng không cần phân bổ hàng đứng chung. Trừ trường hợp doanh nghiệp vừa có doanh thu ở chỉ tiêu từ 29 đến 32A kèm chỉ tiêu 26 thì chúng ta bắt buộc là phải phân bổ VAT hàng đứng chung. Và cái nào mua thuộc đối tượng nào thì chúng ta sẽ phân bổ và tính cho đối tượng đấy. Thì ví dụ các cái hóa đơn xuất thì khi chúng ta xuất, nếu mà mặt hàng dừa này chúng ta tự trồng, sau đó chúng ta là thu hoạch và bán ở khâu sơ chế thông thường thì chúng ta bán cho khách lẻ, người dân hoặc bán cho doanh nghiệp khác không cần biết doanh nghiệp đã mua về làm cái gì thì chúng ta cũng đều thuộc cái đối tượng là không phải kê khai tính, tức là không chịu thuế. Chúng ta đánh dấu X. Và trường hợp mà các sản phẩm về dừa tươi mà chúng ta là ở khâu kinh doanh thương mại rồi sau đó chúng ta mua dừa về chúng ta bán, chúng ta kiếm lời thì chúng ta bán cho cửa hàng người dân kinh doanh thì chúng ta sẽ thuộc đối tượng là 5% chịu thuế 5%. Tức là giống như là siêu thị Copmark hay siêu thị Big C khi mà nó bán cho người dân hoặc là siêu thị Vinmart thì nó bán cho người dân thì dĩ nhiên chẳng cần biết người dân về làm cái gì thì nó đều thuộc là 5%. Và trường hợp mà các siêu thị như Copmark, Vinmart mà nó bán cho doanh nghiệp khác không cần biết doanh nghiệp đó mua về làm cái gì thì nó cũng đều thuộc là đối tượng không phải kê khai tính thuế thì phần thuế xuất chúng ta phải chiếu, tức là doanh thu kê khai chỉ tiêu 32A. Và trường hợp các sản phẩm về chứng như kẹo dừa và thì chúng ta sản phẩm nó qua chế biến nên đối với kẹo dừa này thì chúng ta bán cho người dân thì cũng là 10% mà bán cho doanh nghiệp thì cũng đều là 10%. Thì như vậy là chúng ta tìm hiểu các cái đối tượng là về sản phẩm kinh doanh từ dừa tươi để chúng ta hiểu về bản chất sản phẩm để chúng ta kê khai thuế và xuất hóa đơn cho phù hợp.